che giấu trong một cơn ác mộng. Còn đó niềm đau âm thầm ngày xưa, tìm về nơi xót xa, yêu thương một thời đã qua. Vì sao ai nỡ buông tay mình em bước trên lối đi về nơi mịt mù? Chẳng lẽ chúng ta không còn nơi duyên? Nỗi niềm oan ức kia nức lên nghẹn đắng trái tim. Lỗi tại em, rồi em quá tin yêu. Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng rồi che khuất bóng đêm dài. Một nụ hồng rực lên sắc hương là chính em. Nếu như cuộc đời không sao đâu, tại vì anh yêu em mà. Anh, mọi chuyện kết thúc rồi, mình đừng có hại ai nữa nha. Anh và em tập trung xây dựng công ty, xây dựng hạnh phúc ha. Bây giờ nhân chứng vật chứng đã không còn nữa, thằng Trung với con Hằng có làm gì anh cũng không có sợ. Tiếp theo anh định làm gì? Tiếp theo anh sẽ lật đổ thằng Trung hoàn toàn. Đó là bước đi lâu dài của anh. Công ty của Trung đáng lẽ ra nên thuộc về em từ lâu rồi. Dạ, chào anh. Tôi trước đây làm việc trực tiếp với cậu Trung, nhưng hôm nay hai người gọi tôi ra đây có việc gì không? Dạ, những lần trước thì tôi đi với anh Trung, nhưng mà hôm nay anh bận không đến được. Lần trước hai người đặt vấn đề với tôi, sau đó tôi về tôi suy nghĩ lại. Vì tôi đã từng mang ơn cậu Trung, nên tôi không thể nào làm việc thất đức như vậy được. Ông suy nghĩ lại đi, số tiền này không nhỏ đâu. Tôi không cần suy nghĩ, câu trả lời của tôi là không. Chào hai người tôi về. Mày đặt chê tiền, đúng là mèo chê mỡ mà. Ông ta là đối tác sợp nhất của công ty, và cũng là đối tác khó hợp tác nhất. Ông chỉ biết mỗi Trung thôi à? Khó cỡ nào, anh cũng làm bằng mọi cách để lấy cho được đối tác này. Nhưng mà dù gì đó cũng là đối tác cuối cùng rồi. Anh mà lấy hết là anh Trung không còn ai nữa đâu. Cây đình tiên nên sập từ lâu rồi mới phải. Để lâu như vậy là anh còn nhân nhượng nữa. Vậy bây giờ anh tính làm bằng cách nào? Em cứ chờ xem kịch hay đi. Đây không phải là nhà ông Tuấn. Em đã từng tới nhà ổng với anh Trung một lần rồi, không phải căn này. Ủa, đây đâu phải là vợ của ông ta? Đó mới chính là mấu chốt của vấn đề.
Anh lấy đâu ra những tấm hình này? Mấy tấm hình này tôi lấy ở đâu không quan trọng. Quan trọng nhất là bây giờ ông phải làm sao để tôi cất những tấm hình này đi. Anh muốn gì? Nói ra luôn đi. Tôi nói rồi. Việc hợp tác với anh để phản bội Trung tôi không làm. Được, đó là quyền của ông. Nhưng mà tôi không có đảm bảo một ngày rảnh rỗi nào đó những tấm hình này sẽ đến tay vợ của ông. Lúc đó cô nhân tình bé bỏng cùng với đứa con của ông sẽ như thế nào? Bí ổi lắm. Theo tôi được biết, mấy tấm hình này mà lộ ra sẽ ảnh hưởng tới ông. Và tôi biết là vị trí của ông hiện tại bây giờ là nhờ nhà vợ, đúng không? Sao? Tôi đồng ý. Với điều kiện để tôi tự tay xóa hết những tấm hình đó. Đơn giản. Anh Thanh vì trả thù mà đi quá xa rồi. Anh nhất định bằng mọi giá phải đạp đổ anh Trung. Mình đang có dự cảm mọi việc không chỉ dừng lại ở đây. Có phải từ lúc đầu như vậy mọi chuyện dễ dàng hơn không? Anh à, mình làm như vậy có ác với chú Tuấn quá không anh? Ác với người chỉ đồng lượng với chính mình thôi. Vì thương trường là chiến trường mà em, đâu có chỗ cho sự quỷ mị. Mà em đường đường là giám đốc truyền thông của một công ty lớn, lý lẽ đơn giản vậy sao em không hiểu? Cái đó thì em hiểu. Nhưng mà cái việc mà mình lấy gia đình của người ta ra uy hiếp, em thấy cái đó nó... Mình không vì mình trời tru đất diệt. Nè, mà từ bao giờ em trở nên quỷ mị như vậy hả? Anh nhớ trước kia em là một người rất là quyết đoán, dứt khoát mà. Em sợ sau này nếu như mà em làm phật lòng anh thì anh sẽ... Nè, anh không cho phép em nói như vậy nha. Em là bạn đồng hành của anh, luôn luôn ở bên cạnh anh. Em nghĩ như vậy làm tổn thương anh đó. Em chỉ lo sợ thôi, không có ý gì hết. Em đừng quên những gì mà Trung gây ra với em. Anh nghĩ là tất cả những gì mà công ty K&T có được ngày hôm nay đều là nhờ có em. Tất cả công sức của em đều dồn vô K&T hết. Và công ty đó phát triển được như vậy toàn bộ là nhờ em. Tự nhiên anh ta ở đâu từ nước ngoài về là dành hết tất cả công sức đó của em. Anh cảm thấy không công bằng cho em mới đúng nữa. Đáng lẽ cái việc giành lại công ty là em phải làm từ trước. Vậy bây giờ anh làm cho em rồi, em nên cảm ơn anh vì điều đó. Như vậy đủ chứng minh tình yêu của anh dành cho em chưa? Anh cảm ơn anh đã gì em. Em về phòng đây. Ừ. Không ai vì ai hết, ai cũng vì bản thân mình thôi. Chỉ tại vì em quá mất. Mình đi. Anh sao vậy? Anh lại có mâu thuẫn nữa rồi. Mâu thuẫn chuyện gì? Chuyện anh Phong hả? Một phần á, anh không muốn rời xa em và sự thật sẽ mãi mãi bị chôn giấu. Phần còn lại á, anh lại muốn nhanh chóng tìm ra sự thật. Anh thực tình là không muốn phải rời xa em. Anh ước gì tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà anh mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Anh lo xa quá rồi đó.
Lúc nào em cũng ở ngay bên cạnh anh mà. Có thể là anh lo xa quá. Nhưng mà bây giờ anh Phong chết rồi thì coi như chuyện điều tra của công an cũng phải dậm chân tại chỗ. Anh tin sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày thôi. Hằng à, bây giờ anh đưa em qua cửa hàng nha. Đã giờ sốt ruột qua cửa hàng lắm rồi đúng không? Tất nhiên rồi, chứ làm việc qua điện thoại khó thấy mồ à. Từ đây về sau á, em sẽ ở bên cửa hàng, còn về nhiệm vụ đưa đón á sẽ là của anh. Đi thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp nha. Dạ. Luân đâu rồi? Sớm kêu cậu ta vô. À, anh Luân do mấy hôm nay đang mệt, do thức đêm làm dự án cho công ty của mình á, nên là sáng hôm nay anh Luân có xin nghỉ. Bệnh có nặng không? Nếu không nặng á thì kêu cậu ta lên họp gấp. Đây là thời điểm để chốt dự án rồi, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ. Hiểu chưa? Dạ em biết rồi ạ. Bắt đầu họp đi. Không sao hết, anh đang quá tập trung cho công việc của mình thôi. Anh để đây luôn đi. Rồi, bây giờ anh giao 4 thứ này qua chợ Bà Chiểu, xong rồi dòng về giao 3 thùng qua chợ Hồ Thị Kỷ nha. Cái gì mà giao quá trời vậy? Trời ơi, cái đống này anh nghĩ là phải thuê thêm người làm á, chứ anh với em làm không có xuể đâu. Phải mà có chị Hằng phụ tụi mình thì hay biết mấy. Chị đây nè. Chị Hằng. Chị Hằng. Anh Trung. Trời ơi, chị Hằng. Có chị đây rồi, đừng lo nữa. Trời ơi, chị ơi, chị giống như Hằng Nga chứ cung trăng vậy đó. Em giữ một cái là chị xuất hiện liền. Bớt đi, lúc nào cũng làm quá hết trơn à. Muốn bỏ được cái tật đó, em phải lấy được vợ. Với điều kiện là vợ em đừng có làm em sợ. Du Duyên, tự nhiên nói tới vợ cái nhìn của anh ta. Bé này, bé hiểu mà còn giả bộ nữa. Giữ cả khối tài sản của người ta rồi mà cứ xem như là người dân nước lã vậy á. Hơ. Chị Hằng, vậy là chị về đây luôn hả chị? Tất nhiên là không rồi, chỉ qua đây làm việc thôi. Trời ơi, anh vậy là anh dở hơn em rồi. Em mà giữ được người yêu của em rồi á hả, là em không bao giờ em thả ra hết luôn á. Phải ở bên cạnh em suốt cuộc đời này, anh phải học hỏi em. Chị Hằng ở nhà buồn, đừng có chọc chị Hằng nữa được không? Anh có việc phải đi trước đây, mấy nay nằm viện công việc dồn nhiều lắm. Anh đi nha. Có gì nhắn tin cho em nha. Anh đi nha. Chú cùi của chị Hằng đi rồi kìa. Chị có biết vì sao á, vua chúa ngày xưa á hay bị mất nước không? Vì tất cả đều không qua được ải mỹ nhân đó chị. Ừ, thì chị Hằng nhà mình cũng là mỹ nhân mà. Ừ. Dạ thôi, hai cô cậu đừng nói chuyện tào lao nữa, lo giải quyết hết cái đống này nè. Bé, dạ, đưa đây chị coi. Hôm nay mọi người nghỉ phép hết hay sao mà công ty vắng quá vậy? Dạ thưa chủ tịch, trong thời gian chủ tịch nằm trong bệnh viện, có một số nhân viên đồn công ty mình phá sản, còn một số thì chuyển qua công ty của chị Mỹ và anh Thanh, còn một số còn lại thì chuyển qua công ty khác để hưởng mức lương cao hơn. Việc Thanh và Mỹ mở công ty riêng lo kéo tất cả các đối tác của chúng ta thì chúng tôi đã nắm được, còn chuyện nhân viên công ty của chúng ta chuyển qua bển thì thật sự là quá bất ngờ. Dạ đúng là như vậy. Hình thức kinh doanh cũng y chang bên mình nữa, có thể xem đây là một đối thủ nặng ký đó sếp. Với lại lương nhân viên bên đó cũng trả cao hơn bên mình gấp rưỡi lần, cho nên mọi người đều chuyển sang bên đó hết. Không ngờ Mỹ và Thanh lại chơi tôi một vố lớn như vậy. Nhưng không sao, tôi tin với những nhân lực còn lại ở đây, chúng ta vẫn có thể chạy được dự án. Dự án chiến lược cung cấp ô tô bay sẽ được trình bày. À, mọi người nhìn lên bảng slide đi. Dạ đây ạ. Dạ. Mọi người xem đi, đây chính là sản phẩm chiến lược của công ty trong năm nay. Thời gian không chờ đợi chúng ta nữa, cho nên dự án này chúng ta phải chuẩn bị thật gấp rút. Dạ. Dạ. Ê bà, hôm nay là ngày tung ra sản phẩm mới trên ô tô bay á. Tôi lo quá. Chủ tịch của mình á đầu tư biết bao nhiêu là công sức cũng như vốn liếng vô đó,
không biết sao nữa. Với chiến lược của công ty mình á thì tôi tin thắng chắc. Ừ, tôi cũng hy vọng như vậy. Ừ. Chúc mừng sản phẩm mới của chúng ta được tung ra thị trường, hy vọng sẽ được khách hàng đón nhận. Ừ, vô. Xin lỗi, em gấp quá à. Trang điện tử của bên mình đã bị khóa vì vi phạm bản quyền, hiện tại không được hoạt động nữa. Trời, tại sao? Anh nhớ mình đâu có cạnh tranh với ai. Theo em được biết thì công ty của anh Thanh cũng vừa tung ra sản phẩm mới y chang của bên mình. Bên đó cũng chính là người đâm đơn kiện bên công ty của mình. Được rồi, anh cảm ơn, em ra ngoài đi. Dạ. Lại là tên Thanh, quá khốn nạn. Được, tốt lắm, anh yên tâm đi. Sau cú này á, tôi sẽ có thưởng cho anh. Được. Rồi, bye bye. Anh uống đi. Vậy là sau vố này á, công ty K&T sẽ không ngóc đầu lên được đâu. Mà không ngờ, một công ty xây dựng biết bao nhiêu năm, chỉ cần một vố thôi, tiêu tan thành mấy khói luôn. K&T sập rồi, từ bây giờ trở đi sẽ là thời của T&M. Anh nói vậy em thấy đúng không? Tụi mày chờ đó, mọi việc chưa dừng lại ở đây đâu. Tao còn có trò hay cho mày và cả công ty của mày thêm một lần nữa. Ê bà ba, lại đây tôi cho bà coi này nè. Lại lên. Cái gì vậy? Nè nè nè, bà coi nè. Trời ơi, hình như ông này ông yêu quá hả. Cái cô này á đã từng đụng xe chết em gái ông nè. Trời ơi, vậy hả? Có vụ đó nữa hả? Kỳ vậy. Ừ. Thôi bà ơi, mấy người nhà giàu họ suy nghĩ kỳ cục lắm bà ơi. Sao mình đoán được đâu mà đi đoán. Tôi đâu có rảnh đâu. Nhưng mà đó bà coi nè, tại vì công ty này nó có một trang web, tôi hay vào đó tôi mua đồ nên tôi biết, tò mò chút thôi. Vậy bà còn mua đồ của người ta nữa hay không? Có mua được đâu mà mua. Hôm bữa tôi vào đây mua đồ mà có mua được đâu. Nhưng mà nè bà coi nè, đây đây cũng có một cái trang này nè, cũng bán đồ nó giống vậy gần luôn, giống như cái trang hồi nãy vậy đó. Ừ. Mà ở trong đây á có nhiều ưu đãi hơn nhiều. Đây bà coi đi, bà có mua gì mua chung với tôi luôn. Ê bà, cái mua này hả? Cái này nha. Ừ rồi. Ủa gì vậy? Chị xin qua bên chị. Cái gì vậy? Ủa, tên công ty của anh Trung là gì vậy? K&T. Mọi người biết gì không? Công ty của anh Trung bị người ta kiện rồi đó. Hả? Cái gì? Tất cả các trang thương mại của công ty anh Trung đều bị khóa. Trên tất cả các trang thương mại đều đăng tải chủ tịch công ty K&T có quan hệ bất chính với người tông chết em gái của mình. Cổ phiếu đang bị giảm không phanh luôn đó chị. Ai mà chơi ác vậy? Đánh úp người ta như vậy làm sao mà ngóc đầu lên nổi đây? Không biết bây giờ anh Trung đang ở đâu nữa. Ê chị, chị đi đâu vậy? Chị đi gặp ảnh. Bây giờ là lúc khó khăn, chắc chắn là ảnh cần chị lắm á. Khoan đã, chị muốn đi á thì để tụi em đi chung với chị. Ừ. Vậy bây giờ mình ra mình dọn đồ hết vô đi. Dạ. Dạ. Nè, gặp chủ tịch Trung. Đúng rồi đó, anh ta có ở đây không? Tôi muốn biết. Vô, đúng rồi đó, chúng ta vào đi. Anh ta có đây không? Không được vô. Nè, chúng ta vào đi mà. Không có đây thì thôi, đi về đi, chứ đứng đây làm gì? Ê, đó có phải là người tông chết em gái của chủ tịch đúng không? Ê, chính xác rồi đó. Mình không phỏng vấn được chủ tịch, mình phỏng vấn cô ta đi. Ê, chị ơi, cho chúng tôi. Chị có phải là Hằng, là người phụ nữ tông chết em gái của chủ tịch Lê Trung? Hiện tại có một số tin đồn đoán chị là người yêu của chủ tịch Lê Trung, có phải vậy không? Chị đúng không chị? Đúng không vậy? Chị ơi, không ấy nữa. Cái gì vậy? Mấy người bị làm sao vậy? Người ta đã nói là không trả lời được rồi mà, sao bắt ép vậy? Tôi nghi ngờ mấy người không phải là phóng viên mà là YouTuber tới đây săn tin lá cải đúng không? Chúng tôi chỉ muốn biết về vấn đề nhập nhằng tình cảm và công ty đối thủ đã tung ra nhiều chiêu trò trước như vậy. Thì liệu công ty đã có kế hoạch gì để dựng lại công ty chưa? Dạ đúng rồi, vậy công ty hỏi công ty chứ sao tôi biết. Đúng rồi đó. Chị ơi, chị mẹ này ơi. Chị ơi, chị. Chị ơi, chị. Trả lời đi. Chị ơi, chị. Không phải vậy chị. Chị ơi, chị. Mọi người tới đây chi vậy? Ở đây không an toàn cho mọi người đâu. Chị Hằng vừa nghe tin tức
vội chạy tới đây liền. Em có kịp cản chị đâu. Anh Trung đâu rồi anh? Em muốn gặp ảnh. Bây giờ nếu mà anh không nói, em sẽ tự đi tìm. Hạng, từ lúc bài báo xuất hiện không ai thấy thằng Trung ở đâu hết. Anh đi tìm khắp công ty cũng không thấy nó nữa kìa. Em lo cho ảnh quá, không biết ảnh đang ở đâu nữa. Từ lúc em biết anh Trung tới giờ, em thấy ảnh toàn đi hại người ta không à, chứ có bao giờ bị người ta hại đâu. Dạ, em lỡ lời. Ý em là em thấy ổng trước giờ không bị vậy. Thôi bây giờ mình chia nhau đi tìm đi. Mình đi tìm những cái chỗ mà thằng Trung hay tới. Anh với chị Hằng á sẽ về nhà bác Nga tìm. Còn hai đứa, Tí với bé đi về cửa hàng rau hoặc là khu nhà trọ. Còn Hằng đi với anh qua nhà Trung nha. Vậy sau khi mọi người tìm xong, tập trung ở nhà của anh Trung luôn nha. Ừ, quyết định vậy đi. Thôi đi. Tiền công của anh và mọi người đây, làm tốt lắm. Dạ. Dạ không có gì đâu anh. Cầm đi. Ở đâu có tin thì tụi em tới thôi à. Lần sau có gì à, alo cho em, em cho người tới liền. Ok. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh Trung ơi, mọi người chia nhau ra tìm đi. Anh Trung. Anh Trung ơi. Mọi người tìm thấy không? Đi đâu không biết nữa. Trời ơi, công ty của cậu Trung bị sập hầm nữa rồi. Sao mà hết chuyện này lại tới chuyện nọ, không có ngày nào yên ổn hết vậy nè. Từ. Dạ bà chủ. Tôi mới nghe cô nói công ty nào bị đình chỉ vậy. Dạ đâu có gì đâu bà chủ. Đưa tôi coi coi. Dạ không có. Đừng giấu tôi. Dạ không có. Có phải gì công hết. Ty thằng Trung xảy ra chuyện gì không hả? Dạ nói mau. Dạ công ty của cậu Trung bị đình chỉ, bị ngưng hoạt động rồi bà. Trời bà ơi, bà ơi, bà chủ ơi, bà chủ bà qua đây ngồi đi bà chủ ơi. Từ từ thôi bà. Bà ơi, uống nước đi bà. Tôi không uống đâu. Dạ. Em đã đi tìm quanh khu nhà trọ nhưng không thấy anh Trung đâu hết. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không biết ảnh đang ở đâu nữa. Anh đến những chỗ thường xuyên nó hay lui tới, tìm cũng không có nữa. Chiến thắng của chúng ta. Em thấy chỉ có hai đứa mình, sao anh không mời mọi người? Vốn dĩ chiến thắng này là của anh và em thôi, đâu có ai đâu. Nhưng mà mình làm như vậy có ác quá với anh Trung và gia đình bên đó rồi không? Dù sao cũng là người nhà của em. Họ có xem em là người nhà đâu chứ. Từ đầu tới cuối họ chỉ coi em là một công cụ để kiếm tiền cho nhà họ thôi. Bao nhiêu năm trời đều là nhờ một mình em bỏ bao nhiêu công sức cho công ty đó rồi thì sao? Rồi khi thằng Trung nó về á, thì đáng lẽ những gì mà em đã gây dựng phải thuộc về em, cũng thuộc về nó hết. Anh nói em bao nhiêu lần rồi? Em biết như vậy nhưng mà bây giờ em đã thành lập được công ty KNT phải. Vì tụi mình cần làm chính là
chuyển mọi thứ từ công ty này qua công ty khác. Vậy đổi tên một chút thôi, em thấy sao? Thôi, tạm thời đừng nhắc tới công ty nữa. Chứ em muốn nhắc chuyện gì? À, hay chuyện đám cưới của tụi mình nha. Đây có phải là thời điểm thích hợp để nhắc tới chuyện này không? Tất nhiên rồi, em nghĩ lúc nào mới thích hợp chứ. Bây giờ anh có công ty, có sự nghiệp rồi, bí mật của anh cũng không ai phanh phui ra được. Thằng cũng không thể kiện tụng anh. Thằng Trung bây giờ hai bàn tay trắng. Bây giờ anh chỉ cần một người ở bên cạnh anh thôi. Em hy vọng giây phút này sẽ tồn tại mãi. Đương nhiên rồi. Vô em. Xin chào. Tôi mà như cô, gặp ai cũng tán gia bại sản thì lên rừng mà sống, chứ ở đây chi? Người ta gọi đó là ám vía đấy, biết không? Cô đến đây chỉ để nói những lời như vậy hả? Vậy thì mời cô về, tôi không có thời gian để tiếp chuyện với cô đâu. Tôi nghĩ là sau này cô sẽ có nhiều thời gian lắm đó. Cô rảnh mà. Ý cô là sao? Thì gặp ai cũng tan tành sự nghiệp hoặc trốn đi biệt tích. Xung quanh cô đâu còn ai đâu mà để làm phiền nữa. Cô có gì ngoài thời gian? Xong chưa? Nếu mà xong rồi thì về đi. Thật ra ngày hôm nay tôi đến để thông báo tin vui cho cô. Anh Thanh ngỏ lời cưới tôi rồi đó. Nếu như mà có thời gian rảnh thì đến chung vui với tụi tôi nha. Cả cuộc đời cô, cô chỉ cần tình yêu của người đàn ông đó hả? Có đáng không? Đáng, rất đáng. Một người như anh Thanh, tôi thấy xứng đáng mà. Đến cô cũng muốn giành mà, đúng không? Tôi thấy đáng thương cho cô lắm. Nói thiệt nha, từ đầu cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ ghét cô dù chỉ một lần. Có khi nào cô tự hỏi cô, người đàn ông đó có thật sự mang lại hạnh phúc cho cô chưa? Hay đó chỉ là sự tưởng tượng của cô mà thôi? Lời tôi nói, cô cứ từ từ về nhà và suy nghĩ đi ha. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh với cô một điều như thế này: những thứ tôi đã bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ lụm lại đâu. Cô cứ yên tâm mà về nhà vui vẻ tận hưởng hạnh phúc của mình ha. Nhớ những lời cô nói ngày hôm nay. Cho dù tôi có sống ở đầu đường xó chợ đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quay về với người đàn ông đó đâu. Hôm nay tôi thấy cô đeo nhẫn như vậy chỉ để ràng buộc người đàn ông đó ở bên cạnh cuộc đời mình. Nói thiệt là tôi thấy bất ổn cho cô hơn, tại vì cô mới là người trực tiếp sống bên cạnh người đàn ông đó. Chúc hai người hạnh phúc nha. Phong đúng không? Đứa nào biết bí mật của anh thì đương nhiên anh phải làm mọi cách cho nó câm miệng chứ. Anh lấy đâu ra những tấm hình này? Mấy tấm hình này tôi lấy ở đâu không quan trọng. Quan trọng nhất là bây giờ ông phải làm sao để tôi cất những tấm hình này đi. Rốt cuộc mình thua cô ta ở chỗ nào? Sao khi nào mình cũng trông đáng thương vậy nè? Con gái, trời ơi, con về kịp lúc quá à. Tuần này nè, mẹ có một chuyến đi du lịch với bạn. Con nhớ chuyển tiền cho mẹ nha. Nếu như mà có thể, bà đừng xưng hô mẹ con với tôi nữa được không? Tôi không có người mẹ như bà. Không xưng hô mẹ con chứ xưng hô gì giờ? Mẹ đẻ ra con mà. Bà có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ không? Hay bà dứt bỏ tôi, rồi đợi tới khi tôi lớn tôi kiếm được tiền rồi bà mò về đây? Mà tôi nhớ là bà đã bỏ đi rồi mà, sao bây giờ bà quay lại đây nữa? Con gái à,
Mẹ cũng có nỗi khổ của mẹ mà con. Nỗi khổ của ba là sợ nghèo sợ khó đó hả? Chứ sao người dân nuôi tôi được? Trong suốt khoảng mà thời gian tôi trưởng thành, bà ở đâu? Bà dạy dỗ tôi được cái gì? Rồi giờ về đây đòi tôi phải chu cấp về trách nhiệm hả? Bà xứng đáng không? Thôi mấy vậy, không cho là thôi. Hôm khác con vui vẻ con cho mẹ cũng được. Thôi giờ mẹ đi nha. À quên nữa, mẹ có mua cho con hộp cơm chiên trứng kìa. Xíu nữa con đói con ăn. Mẹ đi nha con gái. Hằng nói đúng, anh Thanh giờ anh khác trước quá nhiều. Anh có thể là mối nguy hiểm bên cạnh mình nếu mình không cẩn thận. Đi hết đi. Anh kiểm tra giúp tôi xem thằng Phong đó thật sự chết chưa. Đừng có cho tôi ăn dưa bở lần nào nữa nha. Tao đã kiểm tra kỹ rồi, nó đã được về thăm ông bà rồi. Tao đã thấy nó được đưa vào nhà xác. Yên tâm đi. Tốt lắm, anh làm việc gọn gàng lắm. Tôi sẽ chuyển tiền hết cho anh. Mọi việc đang đi theo đúng kế hoạch của mình. Tốt, vậy là mọi việc sắp kết thúc rồi. Cô làm gì ở đây hả? Cô. Dạ, anh Trung không có ở nhà nên là con. Không cần. Ủng công tôi, tôi đã từng thương cô, đã từng coi cô như con gái trong nhà. Nhưng bây giờ tôi đã rõ bản chất của cô rồi. Thằng Trung đâu? Bà ơi, cô hại nó ra nông nỗi này, rồi bây giờ cô giấu nó ở đâu? Trả con tôi lại cho tôi, mau lên. Đừng xúc động bà. Con không có. Bây giờ thằng Trung không có ở đây, tôi là chủ căn nhà này, tôi yêu cầu cô rời khỏi đây. Tôi biết cô á, làm ở đây chủ yếu là gặp cậu Trung, cô cũng phải thông cảm cho bà chủ. Bà chủ á, chỉ còn có một mình cậu Trung là con, mà bây giờ á, không biết cậu Trung đi đâu nữa. Không cần nói nhiều. Dạ. Cô đi ngay cho tôi. Tôi nhắc lại, cô đừng bao giờ xuất hiện trong gia đình của tôi nữa. Thằng Trung vì quen với cô mới ra nông nổi này. Cô nhìn lại mình đi, những ai mà dính dáng tới cô tất cả đều bị xui rủi. Đi đi. Con xin phép. Quá, mặt anh khó ưa như vậy. Chỉ có mình em yêu anh thôi, ai mà thèm lấy anh chứ. Em có sao không? Em không sao. Không sao mà. Thì ra hạnh phúc của mình chỉ ngắn ngủi như vậy thôi sao? Mình có đúng là sao chổi hay đem đến những xui rủi cho mọi người không? Con xin phép. Bà chủ à, tôi biết á, tôi nói ra câu này bà sẽ la tôi. Nhưng mà tôi thấy cô Hằng á tội nghiệp quá à.
Nhìn cổ thấy tội mà thấy thương sao á bà? Nếu như tôi thương nó thì ai thương con Nhi đang lạnh lẽo dưới suối vàng đây? Rồi ai thương tôi cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Ủa, chị Hằng. Ủa, chị. Chị sao vậy? Có chuyện gì đúng không? Cô Nga còn giận chị nhiều lắm, mà cũng chưa biết là khi nào cô mới hết giận nữa. Em nghĩ á, cái điều mà chị cần lo bây giờ á là lo cho bản thân của mình đi. Chứ chị nhìn bộ dạng của chị kìa, thảm quá. Tại cái miệng của anh không á. Trời, xỏ lá thiệt, có sao anh nói vậy thôi. Ờ, không mấy giờ á, chị dọn về đây ở đi. Chờ chị nào anh Trung ảnh về á, rồi mình tính tiếp. Chị, nhưng mà anh Trung khi nào anh mới về? Anh Trung ơi, anh ở đâu vậy? Em lo cho anh quá. Đồ bỉ ổi. Tại sao anh phá nát công ty của anh Trung hả? Bây giờ anh bỏ đi không tin tức. Anh làm như vậy anh mới vừa lòng đúng không? Tại sao từ đầu tới cuối em cứ khăng khăng anh là người xấu? Trong mắt em, anh tệ vậy sao? Đừng có đóng kịch nữa. Mỗi lần anh làm cái bộ mặt đó, tôi thấy ghê tởm với anh lắm. Tôi đã nhìn rõ bộ mặt của anh rồi. Nhất định tôi sẽ tìm đủ bằng chứng để lật mặt anh. Anh cứ chờ đó. Tôi muốn anh cung cấp một số thông tin về vụ án của cô Bình Minh. Vụ án đó vẫn chưa tìm được hung thủ sao anh? Ngày 17 tháng 7 năm 2022, anh cho chúng tôi biết anh đang ở đâu và làm gì. Dạ, ngày 17 tháng 7 năm 2022 á, tôi đang ở cùng với cô Mỹ ạ. Chúng tôi ở tại nhà của cô Mỹ để bàn một số công việc về dự án mới của chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi có gọi điện thoại để mà cùng bàn công việc với một số đối tác. Chúng tôi bàn công việc tới trưa thì tôi cùng cô Mỹ có đi ra ngoài để mà cùng đi mua sắm một số đồ trang trí của mình. Rồi sau đó thì chúng tôi có ghé những cửa hàng quen thuộc và quán cà phê quen thuộc để mà ăn uống. Và tới chiều tối thì chúng tôi mới quay trở về nhà để tiếp tục công việc. Suốt ngày hôm đó thì 24/24 tôi ở cùng với cô Mỹ hết à. Được rồi, cảm ơn anh đã thành thật khai báo. Vậy là anh vẫn ở lại Sài Gòn vào ngày hôm đó? Dạ. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin với nhân chứng. Dạ. Dạ anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Mình đã sơ suất quá. Mối hiểm họa của mình là Hằng vẫn còn sờ sờ đó. Mà mình đã nhanh chóng ăn mừng rồi. Để tránh đêm dài lắm mộng, mình phải tìm cách cho cô ta yên miệng mới được. Ủa con. Mẹ. Có chuyện gì mà con phải suy nghĩ vậy? Hay là công ty có nhiều chuyện con phải lo hả? Dạ, con không sao mẹ. Rồi còn chuyện vợ con tính làm sao? Con có định chọn con Mỹ không? Nếu mà con định chọn con Mỹ á, thì cứ lẹ lẹ đi. Con cũng lớn tuổi rồi. Còn nếu con không chọn con Mỹ á, thì ít ra con cũng phải tính. Mày nói sau đi mẹ. Ủa gì kỳ vậy trời? Sao tính tình nó thay đổi quá? Nó không giống như là thằng Thanh hiền lành ngày xưa. Khổ thiệt á. Mà chắc có lẽ là làm giám đốc công ty á thì phải ít nói. Thì nhân viên á nó mới sợ, nó mới nể, nó mới nghe. Chứ nếu như mà nói nhiều quá, nhân viên nó không có nghe. Mà nhân viên á, một khi nó không nghe thì chắc chắn là công ty sẽ đi xuống. Chắc phải giám đốc phải ít nói vậy đó. Có vẻ bất ổn đâu đây.
Hồi hôm ở nhà chị Hằng có vậy không? Sao bữa nay kỳ cục quá vậy? Từ lúc mà anh Trung mất tích tới giờ, chị giống như là người mất hồn vậy đó. Làm việc quần quật cả ngày à, say hết rồi kìa, thấy chưa? Ủa có bất ổn ở đây đâu mà bỏ chi nhiều quá vậy? Ờ, tại chị á. Thanh, ăn sáng đi rồi đi làm con. Con không ăn sáng đâu, bây giờ con qua nhà trọ của Hằng luôn. Cái gì? Con qua nhà trọ của con Hằng? Con qua bển làm gì vậy? Con tính quay lại với Hằng. Bộ con điên rồi hả? Trời ơi, bộ con Hằng nó cho con ăn bù mê thuốc đuối gì rồi sao mà năm lần bảy lượt con quay xe trở về nhà nó là sao vậy? Có gì đâu mẹ. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì con thấy Hằng với con thật sự rất tương đồng với nhau, do lớn lên và quen biết nhau từ nhỏ. Thôi con đi nha. Nè, trời, càng lớn càng không thể hiểu nổi nó. Em tới nhà anh, gặp anh có việc gấp nha. Thế nào cô ta cũng tới được nơi cần tới. Đôi chân đi về nơi tương lai, có hoa có nắng có chân tình, vì cuộc đời lại trao đến em cơ hội thứ hai. Nỗi đau ngày xưa hay ngủ yên lại trên mây cũng đã khô cạn, xin tình yêu lên sắc hương là chính em. Nếu như cuộc đời sao trái ngang, lòng người hợp tan quá vội vàng, duyên tình cả mà nụ hoa kia chẳng phải ta. Đôi chân đi về nơi tương lai, có hoa có nắng có chân tình, vì cuộc đời lại trao đến em cơ hội thứ hai. Nỗi đau ngày xưa hay nói em lại trên mi cũng